quay cho các bạn xem con máy 95 các bạn ạ. Con này của bà ta 95 nha. Đây, con này đã có nước mặt rồi các bạn. Rồi bây giờ con máy 95 này đang cắt phải xuống các bạn. Nhìn xa xa con này đi ra như con 70 vậy đó. Con 95 mà cái hình nó rất là gọn luôn các bạn ơi. Kubota DC95. Trời ơi, cái lượng gom của nó ra là nó phúng ra rồi kìa. Nếu mà lúa sập thì máy thì nó nhai gom rất là nhuyễn nha các bạn. Rồi hai anh sẽ kéo thì kéo lúa ở còn cái miếng bên này vẫn còn nè các bạn. Hai anh này cái tướng cũng lực quá, nghe lực nha. Coi hai anh ghim một bao rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Rồi, tài xế lên xe. Xa quá mà nhìn không có thấy rõ các bạn ơi. Rồi, con 95 này nó đang cắt trở lên rồi các bạn ơi. Còn hai anh xe kéo thì chở vô trong rồi. Rồi nó ghe lại. Chở vô cho ở vô trong rồi, chút nữa anh ra anh gom cái miếng cá lúa này, nãy gom miếng lúa bên kia cũng chung một chủ rồi các bạn. Rồi nó cắt khúc đó hết rồi các bạn, lên tới mũi dùi bên đây nè. Má ơi, trời ơi, nó gom lúa sập rồi kìa.
lối hai lối nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi bị ngẹn cái gì các bạn ơi, ngẹn một đống luôn rồi nè, rồi bị ngẹn luôn rồi. Rồi hai anh xe kéo chạy ra nè các bạn, anh ra ruộng được rồi, các anh chạy tốc độ 100 km/h. Qua bờ ranh. Này dịch bao lúa nhìn thấy nhẹ nhàng luôn. Anh để xe cho chạy luôn rồi, chạy lai gai luôn rồi. Chạy riết để nó lủi.
hai anh để xe chạy lai gai lai gai rồi đi luôn. Ở trời ơi, kéo xe luôn nè, kéo luôn lại luôn nè. Trời ơi. Anh này anh giỡn. Máy bên đó nó cắt cái dòng còn sót lại đó các bạn. Rồi tốc độ 100 cây số giờ thôi nè, ghê không? Rồi con máy nó cắt rồi luôn rồi đó các bạn. Hai anh này giục lúa bao rất là khỏe luôn các bạn ơi. Rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi. Này các bạn video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích trên máy cắt lúa thì em hãy cho em xin một like giật lượt đăng ký anh chị ơi. Để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.